xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay thì Phượng cũng gần được nửa tháng rồi. Thì vừa rồi thì cũng mọi người cũng rất là mong chờ và ủng hộ Phượng. Thì Phượng sẽ cố gắng hết sức mình để mà thể hiện bản thân ở Hàn và sẽ cố gắng để làm một điều gì đó ở bên đất nước này, và nếu mà được ra sân, có cơ hội ra sân thì Phượng sẽ cố gắng làm thật tốt. Có thể nếu mà được cái bàn hoặc là truyền thành bàn thì đó là một điều rất là tuyệt vời rồi, nên là cũng mong mọi người sẽ luôn theo dõi và ủng hộ Phượng. Cảm ơn. Tôi nghĩ là giữa Hàn Quốc và Việt Nam có những điểm khác nhau là về, thứ nhất là về cách đá bóng thì hình như là con, tôi nghĩ là ở Hàn thì là đá bóng thì mạnh mẽ hơn và cường độ thì cao hơn. Thứ hai là về chỗ ăn ở thì tôi nghĩ là Hàn, tôi nghĩ là chỗ ăn ở tốt hơn ở Việt. Thứ nhất, thứ hai là các cầu thủ Hàn thì khi mà tập xong rồi thì thường là họ có nhà, có xe để đi về, nhưng mà và họ thoải mái ở ngoài cuộc sống. Và còn ở Việt Nam thì khi mà tập xong thì tất cả mọi người lại về ở trong cái gọi là trong đội, tập trung ở trong đội, nên là tôi nghĩ là điểm đó thì có thể là cũng tốt, nhưng mà tôi nghĩ là không tốt cho về cái suy nghĩ, cái tinh thần của cầu thủ, bởi vì khi mà tập luyện thì cầu thủ cũng cần có một không gian riêng để ở bên ngoài. Thì tôi nghĩ là Việt Nam nên học tập cái đó ở bên ở Hàn. Còn về điều kiện sân bóng thì tôi nghĩ là Hàn thì tốt hơn, bởi vì mặt sân với lại là thì tốt hơn, nên tôi nghĩ là ở Việt Nam mà cải thiện được cái mặt sân thì các cầu thủ Việt Nam thì tôi nghĩ là rất là phát triển. Tôi nghĩ là ghi bàn hay không ghi bàn thì tôi nghĩ nó không quan trọng đối với bản thân tôi, mà tôi thì cái quan trọng nhất của tôi là tôi được làm sao này để cố gắng để được ra sân. Thứ nhất, thứ hai là khi mà được vào sân thì mình sẽ làm được những gì tốt nhất có thể và giữ được cái sự tự tin của mình để mà thể hiện ở ngoài sân. Và khi mà đội thắng thì đó có nghĩa là tôi đã đóng góp được một phần nhỏ của mình rồi, nên là tôi nghĩ đội thắng thì nó sẽ quan trọng hơn là cái việc mà tôi ghi bàn hay không ghi bàn. Okay, thank you very much. 골티비 구독자 3만 이벤트! 이번에는 3만이다! 손흥민 사인이 담긴 함부르크 유니폼을 드립니다!